Hôm nay mình đi bao nhiêu chiếc anh? Xuống đây mình hôm nay tụi anh đi là khoảng 32 chiếc. 32 chiếc luôn. Nhưng mà anh em xuống đây là khoảng 20 chiếc thôi. Còn số còn lại anh em đón đều sofa. Em thấy hoành tráng quá, Đà Lạt mình không ngờ là có một hộ mô tô toàn xe dữ. Đang bảo vệ cho dịch đua. Anh sẽ hỏi những câu rất là đơn giản. Yên tâm, đừng có ngại ngùng, mình làm theo cái tự nhiên nhất có thể. Yeah. Em Ngô Đình Ân, một thành viên mới toàn của hội mô tô Thành phố Hồ Chí Minh. Hello mọi người. Cho anh hỏi là em vô đây được chính thức là mấy tháng à? Em vô hồi từ tháng 11 năm trước. Tính tới giờ chắc cũng phải 5 tháng. 5 tháng. Ok, 5 tháng thì đây là cái công tác xa nhà đầu tiên của em. Dạ đúng rồi, đây là lần đầu tiên em đi công tác xa nhà vậy luôn á. Ừ, và vị trí bây giờ hiện tại của em đang công tác trong cái giải này là vị trí gì? Em đang chạy khóa đuôi. Em đang chạy khóa đuôi, thì mới vô thì sẽ được chạy khóa đuôi. Đúng rồi, mô típ chung của tất cả các anh em mới vô đều khóa đuôi. Qua giờ anh phỏng vấn nhiều anh em mới. Năm, 2 năm gì kể về quá khứ cũng chạy khóa đuôi trước. Sau đó mới lên trọng tài, lên mô tô báo chí. Cái đó là sự sắp xếp để mình học việc từ từ đó. Thì anh hỏi là qua đâu mà em biết vô hội mô tô thành phố này để em công tác? Qua cái tập 10 của anh á, cái tập 10 giải cúp truyền hình năm trước á là em năm biết trước. Vậy hả? Dạ. Vậy là thông qua cái kênh của anh thì mấy bạn trước cũng vậy, cũng thông qua cái kênh của anh để mà biết tới đây, thì anh cũng rất nhiều bạn cũng muốn vô đây để mà công tác, để mà cũng đồng hành cùng với anh để mà dẫn đoàn chung trở thành thành viên hội mô tô thành phố Hồ Chí Minh á. Dạ. Thì anh hỏi là em coi những cái clip của anh nhiều đó, rồi bây giờ anh kể những cái chương trình sự việc trên clip á, thì em vô đây công tác rồi em thấy đúng những gì anh kể không? Đúng chứ, đúng những gì anh kể, nhưng mà ở dưới nó cực hơn. Nó cực hơn, đúng rồi. Cực hơn những gì mà em thấy. Trong clip anh là em thấy chỉ có tiền phương, bảo vệ, với lại mở đường kỹ thuật, chưa có khóa đuôi. Giờ em vô khóa đuôi em mới thấy nó cực. Nó cực hơn nó nhiều. Thực tế, bộ phận nào cũng cực. Dạ, từ em nở khóa đuôi 21 là em mà lên tới bảo vệ em cũng cực. Dạ. Cũng cực dữ lắm, phải nhảy xuống đường, phải bứt lá cây, phải dọn này nọ, cái nào cũng cực hết trơn á. Dạ. Nhưng mà bộ phận khóa đuôi năm nay anh sẽ làm. Nhưng mà mọi năm không làm được, bởi vì anh còn chưa có cái góc quay với đó. Dạ. Đó, thì năm nay anh sẽ chia sẻ. Nhưng mà nó vẫn rất là, công việc nó vẫn rất là thú vị đúng không? Chứ không phải là nhàm chán như một số bạn nghĩ. Dạ đúng rồi, ai cũng nghĩ khóa đuôi nhàm chán nhưng mà thật ra là thú vị lắm. Nhất là khóa đuôi mà cơ động á, mình dẹp xương cá này kia á, là rất là cực, rất là cực vui. Lắm. Vui nữa anh, vui. Mà khóa đuôi là phần rất cực kỳ quan trọng, tránh cho phía sau người ta không có tràn vô đoàn. Người ta đâm hậu người ta lên á, không có khóa đuôi là mệt đó. Nhưng mà mình học những cái nhỏ từ từ mình học lên. Thì có ban đầu suy nghĩ, em có bao giờ suy nghĩ là vô hội là em sẽ lên chạy bảo vệ liền không? Đã có bao giờ từng suy nghĩ đó không? Dạ muốn, không. Mong muốn không? Dạ không, tại vì mình phải đi học từ dưới học lên. Còn học lâm ngang qua đó nó sẽ gây khó khăn cho mình. Ví dụ như những bộ phận khác thì mình sẽ không biết được. Mà cũng muốn lâm ngang cũng không được đâu. Ở ban điều hành họ sắp xếp dựa vào cái trình độ của mình ở chuyên môn, mình học từ từ mình lên. Dạ. Rồi bây giờ em đi vậy thì ba mẹ em có vui không? Ba mẹ em có đồng lòng đồng ý cho em đi gì không? Cả ba mẹ và vợ em đều ủng hộ. Đều ủng hộ ha. Dạ. Đều biết là em đi là để em phục vụ xã hội, nhưng phải đi chơi đúng không? Dạ đúng rồi. Em đi là em có kể gia đình là con đi là con giúp ích cho xã hội, cho công tác thể thao chứ không phải con đi chơi. Dạ có gọi điện mỗi ngày, em có đều kể cho ba mẹ nghe về công tác mỗi ngày của em. Vậy
hợp lý rồi. Đó, các bạn nào mà muốn như bạn Ân này, thông qua những clip của Việt Lê xem mà muốn tham gia vào đội dẫn đoàn của một thành phố thì các bạn inbox thì mình sẽ gửi số điện thoại của anh điều hành. Lúc đó em vô em liên lạc với anh Tú đúng không? Dạ đúng rồi, em liên lạc với chú Tú. Đúng rồi đó, thì anh Tú là hội phó áo trắng quyền lực đó. Thì anh sẽ xem xét hồ sơ các bạn, sẽ hướng dẫn cho các bạn ha. Và có lẽ là sẽ sau cái giải này về thì anh Tú mới bắt đầu xử lý những bộ hồ sơ đó. Rồi cảm ơn anh nhiều. Thì chúc anh từ từ sẽ học được nhiều cái điều thú vị. Ở tổ khóa đua là chỗ anh Bi làm tổ trưởng đó. Anh Tâm Bi thì anh là người rất là cần mẫn, anh dạy cho mình rất nhiều thứ hai. Từ từ mình sẽ lên. Cứ mỗi tổ trưởng mình học một ít. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn anh. Hôm nay leo đèo tốt nha. Bữa nay cái chặng đèo là cái chặng mà khóa đua cực nhất nè. Dạ, hôm nay phải lóc đèo. Đèo là khóa đua rất là cực, bởi vì là bạn viên đi đèo có rề phía sau họ cứ muốn tung lên. Dạ. Rất là căng, phải có cái chiến thuật riêng của anh Tâm Bi á. Rồi, ok, cảm ơn em. Dạ, cảm ơn em. Hôm nay nếu được có thể anh sẽ nhờ bạn nào quay xuống khóa đuôi cái chặng leo đèo. Dạ. Nhờ đăng tiệp nè. Đăng tiệp đang quay phim cho Việt Lê nè. Tôi lóc ở đâu thì lóc ở đó thôi, chứ không có chắc chắn là gặp khóa đuôi được đâu. Tại vì thiếu vận động viên thì sẽ phải đi luôn à. Rồi, ok. Mai mình về rồi mấy bạn ơi, bye bye nha. mai ba đăng tiệp về rồi, bữa nay là coi như là chia tay đăng tiệp rồi nè. Mai đăng tiệp về để tấn tốc độ. Mình sẽ ra lại hai chặng cuối. Bye các bạn. Mai đăng tiệp về rồi. Tới tốc độ sẽ ra thay thế. Hẹn gặp lại đăng tiệp ở chặng cuối. Rồi, bye bye anh em, chuẩn bị đi. Ok. Việt Lê chào thành phố biển Nha Trang. Việt Lê đi Phan Rang qua cung đèo Vĩnh Hy. Lại uống rượu nho. Uống nước mật nho, em phải rượu nho, xin lỗi. Lái xe làm sao uống rượu được. Sáng nay, năm nay thì chính quyền của thành phố Nha Trang họ hỗ trợ khá là tốt. Ngay chỗ con đường thành phố này họ lóc ở ngoài chỗ Thái Trầm Hương luôn. Lóc từ sớm luôn, họ chuyển con đường trong này thành một chiều cho phương tiện họ có lối đi riêng á, họ không bị ùn ứ ở chỗ này á. Rồi, xuất phát rồi. Rồi, Việt Lê mới chào thành phố Nha Trang, Việt Lê đi nha. Phan Rang nha. Chặng đua hôm nay dài 140-150 gì đó cả nhà. Đi qua công đèo Vĩnh Hy là tí nữa bây giờ đi đường này sẽ đi ngang sân bay này nha. Đi ngang cái khu rất là đẹp, Việt Lê thích là khu Cam Lâm thì phải. Rồi, qua khu sân bay đẹp nè, khu đầm chỗ cảng hàng không Tân Nhất. Ok, ngoan. Bạn tiệp khó tính lắm đó cả nhà. Khó tính lắm á. Nên là Việt Lê phải chịu đặng tiệp mới được, chứ còn bây giờ đặng tiệp la Việt Lê suốt thôi. Chúng ta sẽ đi qua sân bay ra quốc lộ 1A lại, rồi sau đó ngược trở về lại đường Vĩnh Hy. Đi quốc lộ 1A ít lắm, đi quốc lộ 1A tầm mấy chục cây thôi, không có nhiều. Lại đi cung đèo ven biển Vĩnh Hy rất là đẹp. Rồi sẽ có góc quay ở cung đèo từ những cái góc quay của các Naki, anh Phạm Quân, sang khói lửa, đặng tiệp, mặt đất có Minh Hà. Năm nay Việt Lê hợp vào nhiều góc quay nha. Và hàng cả nhà ở chặng Đà Lạt sẽ có sự xuất hiện của Sơn Đi Lạt. Mọi người hỏi nhiều quá ta, chết luôn. Gửi đến cả nhà góc quay của Naki ở đèo Cù Hinh. Đèo này là nối thành phố Nha Trang với sân bay quốc tế Cam Ranh đó cả nhà. Đi từ Cam Ranh sân bay về Nha Trang phải đi qua cái đèo này. Hồi xưa người ta gọi là đèo Bãi Dài á, sau này đặt tên là đèo Cù Hinh. Thì đèo này thực tế là một bên là biển, một bên là núi, cực kỳ đẹp luôn. Và các bạn thấy là Naki rất biết chiều lòng khán giả khi chọn những góc quay cực kỳ ạc, cực kỳ nghệ thuật và cực kỳ đẹp cho cả nhà cùng xem.
Và đây là Naki đang quay cảnh một cái cầu mà Việt Lê, theo ý Việt Lê nha, bình chọn là cái cầu đẹp nhất từ Bắc tiến tới Nam mà Việt Lê đã từng đi qua. Cái cầu này Việt Lê rất là mê cả nhà. Một bên là cái vịnh chỗ Mỹ Ca, ngã ba Mỹ Ca đi vào đây, và ngay cái cầu này đi qua bên kia là sân bay của quốc tế Cam Ranh đó cả nhà. Đó, xa xa là núi rồi đó, đó rất là đẹp cả nhà. Đi ngang qua đây là cảnh cực kỳ đẹp luôn. Mà chỗ này cái đầm người ta nuôi hải sản, thủy hải sản rất là nhiều. Và thật sự á, mình rất mong muốn tập trước năm ngoái Việt Lê cũng có làm ở tập này á, đi ngang Việt Lê cũng mong muốn là có một cái nhà nghỉ dưỡng ở đây ngắm cảnh cực kỳ đẹp, cực kỳ đã luôn. Đẹp đẹp giùm em xíu. Bây giờ chúng ta cùng chuyển qua góc quay Củ Sang Khói Lửa, khe nằm bảo vệ trong lòng đèo của đèo Vĩnh Hy cả nhà. Đèo Vĩnh Hy là một cung đường đèo rất là đẹp của nối liền Nha Trang và Phan Rang đó cả nhà. Chúng ta sẽ cùng theo chân của anh Sang Khói Lửa để ngắm cảnh đẹp của vịnh Vĩnh Hy, và cũng như xem thử vận động viên tách ra chia ra bao nhiêu top. Thực tế thì trong cái chặng đèo này thì lực lượng bảo vệ cũng bể tan nát, bởi vì vận động viên chia ra rất nhiều. Và đèo Vĩnh Hy là rất dài cả nhà, rất là dài. Đỉnh đèo từ phía dưới mà lên tới đỉnh đèo là cái đoạn mà đèo cao nhất là tới 9 km lận. Và vận động viên rải ra rất rất nhiều top, bảo vệ chia ra có một số top, một hai vận động viên thì không đủ bảo vệ để bảo vệ chăm sóc cho các em nữa. Rồi cũng rất là khó khăn cho bảo vệ trong trận này.
Thank you.
chắc khoảng 10 phút nha mấy anh. 10 phút mà anh đợi chút xíu giùm em, cảm ơn. Tại nó đổ quá nguy hiểm lắm anh. Đấy nha, dừng lại ở chân đèo, bên phía bên kia đèo Vinh Hy. Đây là cảnh uống nho ở giữa đường, ngon không? Hấp dẫn. Hấp dẫn. Giờ điểm này quá hấp dẫn, vẫn chưa phải là thời điểm thanh chú ở trên đèo Vinh Hy. Tắt máy luôn, tắt máy luôn, lâu quá phải 25-30 phút á. Ừ, thua có lên đó công an cũng chặn anh lại à. Tắt máy nghỉ ngơi thôi chứ chịu rồi, trong đèo là lóc toàn bộ, lóc hết cái đèo là không đi được đâu. Thôi bà con xuống xe nghỉ ngơi thôi chứ thua rồi đó. Mày luôn chung với đoàn, họ đi trước đoàn. Không nhà đi sau đó. Cả nhà ơi, tới thành phố Phan Rang rồi. Và còn 5 km nữa thôi mà Việt Lê đang chạy ở một vị trí rất là lạ. Mới được kỹ thuật nhưng mà lên đây để mà bảo vệ con quân hay cho vị trí hay chiếc con cua cả nhà, bởi vì qua đèo thì bể hết rồi, bể tan nát rồi, bảo vệ xuống phía dưới để mở top 2, top 3 rồi. Cho nên là hai rút hai chiếc con win lên trên đây để thay vị trí của hai chiếc con cua. Và sau đó đưa hai chiếc con win phía sau xuống mở cho top 2, bởi vì top 2 cách top đầu trên 3 phút rồi. Ừ, xe độc á. Sổ ngày đó 3 km này thôi, cả nhà biết rồi. Năm nay là đích không có nằm ở trong trung tâm mà nằm ở ngoài biển. Nằm ở ngoài biển đó, bởi vì cả nhà biết là phía trong đường đang họ đang đang tu sửa và có sự kiện gì đó, cho nên là không nào đích ở trong trung tâm. Giờ đích ở đây mới thông báo sáng nay luôn. Cho nên là còn vài km nữa tới rồi. Cái cầu rất là đẹp, cầu này là cầu cầu cảng Ninh Chữ đó cả nhà. Đẹp lắm. Cầu đẹp lắm mà hải sản ở đây rất là rẻ. Việt Lê cũng đã làm clip về cái hải sản ở đây rồi. Cả nhà tha hồ tới đây lựa hải sản ngon lắm. Về mình tự nấu chứ không có nấu tại chỗ. Phù hợp là mình mua về mình nấu à. Ở cầu cảng Ninh Chữ này nè, ngay bến cảng Ninh Chữ luôn. Rồi top 2. Giờ 2 km cuối mình sẽ rút xuống. Bây giờ Ninh Chữ phát triển dữ lắm cả nhà ơi. Đất bây giờ giá cũng tăng dữ lắm, hồi xưa thì khó rồi, nó Ninh Chữ phân rang nằm kẹp ở giữa.
nằm kèm ở giữa Phan Thiết và Nha Trang cho nên là nó lỡ cỡ đó nha. Khách du lịch từ Sài Gòn á, họ ra là họ lại là đi hoặc là Phan Thiết hoặc là ra thẳng Nha Trang, Phan Thang họ lỡ cỡ họ không ghé, nhưng mà sau này Phan Thang phát triển du lịch rất là tốt bởi vì có môn dù lượn đấy cả nhà, tổ chức quốc tế luôn á, ở Phan Rang nè, môn dù lượn biển á, rồi những cái vịnh Hy cũng là kéo du lịch cho Phan Rang rất là nhiều. Thôi đã tới đích rồi, Việt Lê xin chào Phan Rang, đích ngay đây là quá gần rồi. Ngay đây luôn, thẳng luôn anh ơi. Nè Điền ơi, Điền ơi. Chạy từ đầu chạy tới giờ vô tới đây giờ em hết nổi luôn rồi. Hết nổi luôn rồi, giờ em đập gán luôn. Rồi hạ cái ngày mai nữa mới khỏe. Uống con độ rồi đó, hết nổi rồi. Thằng nói thở oxy hết rồi, thằng nào nấy thở oxy hết rồi. Chào anh. Anh Hải. Anh Sơn. Em chào anh Sơn. Đó. Phòng ô tô Đà Lạt là rất là quen thân lịch với mình. Dạ chào anh. Dạ anh rồi lâu. Tối qua mình gặp nhau rồi ha. Rồi, hôm nay mình đi bao nhiêu chiếc anh? Hôm nay hôm nay tụi anh đi là khoảng 32 chiếc. 32 chiếc luôn. Nhưng mà anh em xuống đây là khoảng 20 chiếc thôi. Còn số còn lại anh em đón đều sofa. Em thấy hoành tráng quá, Đà Lạt mình không ngờ là có một hộ mô tô toàn xe dữ mà anh em đồng phục đồ quá dữ. Mọi năm năm ngoái em nhớ cũng đón, nhưng mà đón ở đèo Khánh Lê. Đèo Khánh Lê, đèo Khánh Lê, đúng Khánh Lê. Đèo Khánh Lê. Và năm nay anh em chơi lớn xuống tới đây luôn, quá dữ luôn. Năm nay là Minh Cua kêu là anh ơi anh xuống Nha Trang, Phan Rang chơi với em đây là tụi anh xuống. Tổng cộng bây giờ mình là chơi con Win mới hết luôn nè hả? Sáng mai là sẽ sáng nay sẽ lên trên kia là sẽ có thêm hai chiếc con Win nữa. Hai con Win đời mới à cũ anh? Hai con Win đời mới luôn. Win mới luôn. Trời, Đà Lạt mình nhiều chơi quá. Cách đây 3 năm thì cũng chưa nhiều xe mà bây giờ quá trời xe luôn. Năm ngoái là cũng ổn rồi, năm nay thì ổn định luôn. Cái công tác motor Đà Lạt mình thì một năm những công tác lớn nhỏ mình vẫn tham gia đầy đủ của bên ủy ban luôn anh. Tụi anh thì tham gia các công tác địa phương. Rồi các công tác các câu lạc bộ với nhau. Các câu lạc bộ gửi lời mời là tụi anh đều tham gia hết. Cái hộ khẩu của anh em mô tô mình á ở Đà Lạt á là chỉ là Đà không thôi hay là có những vùng lân cận Lâm Hà, Đức Trọng, Đơn Dương gì không? Tụi anh là một cái group gọi là cái câu lạc bộ mở. Nó sẽ gồm các cái thành viên là chủ lực ở Đà Lạt và một số anh em là ở các cái huyện lân cận. Thì bây giờ tổng cộng mình 30 mấy xe nha, Đà Lạt có 30 mấy xe là xuống đón thôi, xuống chứ đội người ta mạnh lắm á ơi. Ghê hả trời. Hơn 40 thành viên.
chắc hồi nào với anh cho em xin vô đội với em quê Đức Trọng hả? Đó rồi, mời em về Đà Lạt là anh đưa em vô đội luôn. À, xin vô hội, xin hội trưởng rồi đó nha, mai mốt hội trưởng cho vô về Đà Lạt, có về Đà Lạt công tác rồi. Anh, Minh Cua là coi như là về về Đà Lạt mà phải 1 năm sau biết anh. Vô đội chơi là coi như là không muốn về Sài Gòn nữa. Em ở Đà Lạt luôn chơi với anh. Đó. Ok rồi, mình quay xe một chút, khán giả cũng muốn coi xe nữa. Xe gì? Ủa, mình có xe bọt luôn đi hả? Đi đầu ba con đúng không? Đi đầu ba con nha. Mà tí nữa anh Long nói tí nữa lên kia 5 con, 2 con nữa 5 con á. Đúng rồi. Nếu mà riêng ba con màu đỏ còn 2 con kia là hai màu khác 4 nhau. 4 con màu đỏ. Biển số 49 hết luôn, ngầu chưa? Biển số 49 hết luôn. Không, đâu có sao đâu, biển số 49 mà. Xe bọt nữa nè. Con này cũng gì á, tiệp. Đẹp tiệp. À, sao đòn nó ngắn vậy ta? CBR. Cái con kia là CB. Xe mới. Hạt lây. Một, hai con hạt lây. Hạt lây GSR1250. Bim đúp hơn. Đủ dòng xe hết. Dưới này có bim đúp luôn. F1000R. Sport. Ủa? Đủ dòng xe luôn, có sport luôn trời. Đúng rồi. Ghê vậy. Ghê vậy, có sport luôn. Ở trên kia cũng có CB1000. CB mẫu mới. Nói chung là đồng phục của họ là cái áo màu, đồng phục màu đen. Đen thui luôn đó. Màu đen. Quay xa xa ra một chút đó. Đây Phong nè. Không biết nói chuyện đâu nha. Không biết nói chuyện đúng không? Ok rồi, để anh chỉ cho em nói. Kệ nó trắng kệ nó đi. Em vô hội được bao nhiêu lâu rồi? Em vô hội được 2 năm rồi. 2 năm hả? Sao giờ anh mới biết em? Đâu, em cũng gặp anh hoài mà. Vô nào? Mới vô thì em chạy khoa. Mình học từ từ mình mới lên được những vị trí ở trên. Đúng rồi, chấp nhận. Em có bao giờ lúc mới vô em có suy nghĩ là em vô là mình được chạy ở trên không? Đã từng có đúng không? Đúng rồi. Cũng mong muốn. Em nghĩ là ai cũng mong muốn mình vô là sẽ lên vị trí bảo vệ hay là trên tiền phương. Đúng rồi. Mà cái gì cũng phải học việc. Lúc ban đầu thì em nghĩ là trong này đơn giản lắm không? Nghĩ nó đơn giản vô làm mọi thứ mà bắt đầu vô mới thấy nó cực kỳ kỷ luật mà phức tạp đúng không? Đúng rồi. Mình phải hiểu rồi nắm bắt luật xe đạp này kia mình mới chạy ở trên được. Đi cái này thì nhà em có biết không, mẹ em có vui không hay là thái độ sao? Nhà người nhà. Đi cái này do là đam mê cũng từ lâu cho nên gia đình cũng ủng hộ. Cho nên mình đi gia đình cũng vui vẻ. Gia đình hiểu tính chất mình đi làm này là đi làm cho xã hội chứ không phải đi chơi đúng không? Đúng rồi. Nếu vậy thì sẽ vui vẻ hơn đúng không? Chứ không phải đi thầy kiểu theo kiểu đi đoàn đua chơi rong ruổi đúng không? Rồi ok, cảm ơn Phong rất là nhiều. Rồi anh em đi trước nha. Đâu với anh. Hẹn gặp ở Đà Lạt nha. Dạ. Không có Đà Răng đi. Đà Răng á. Đúng rồi, Đà Răng lên gặp nhau, con Win đi trước mà. Dạ anh, hẹn gặp ở đến đèo nha. Dạ. Dạ dạ, cảm ơn anh. Rất tiếc mà không có cái điện thoại để làm cho anh làm kỷ niệm. Rồi. Dạ. Từ thời mà Lê mới ra gặp mà. Dạ. Lên cho ta đi.
có báo là bớt là không không dùng cò hú không vậy hả? Có báo là không dùng cò hú không vậy, lên kia hú banh nhà lòng nó tiêu luôn á. Ồ dạ cảm ơn anh nhiều nha. Dạ không có gì, chắc gửi anh tặng anh cái móc khóa kỷ niệm. Cái này em làm là để kỷ niệm mình gặp nhau trên đường, gặp khán giả đó. Không có gì to tát hết nhưng mà kỷ niệm. Rồi kể khán giả nghe, kể cho mọi người nghe, sáng nay nè có một anh tới đưa cho Việt Lê một ly nước cam. Việt Lê đi đường xa mất nước, uống nước cam nha Việt Lê, có vitamin C. Rồi thêm một anh nữa tới kêu nhà mình bán nho nên gửi Việt Lê ký nho ăn, vừa đi dẫn đoàn vừa bóc nho ăn. Trời ơi dễ thương hết sức luôn, cảm ơn rất là nhiều. Ghé thăm Việt Lê là mừng, chụp hình tấm hình chung là vui rồi, còn cho đồ ăn thức uống nữa. Cảm ơn hai anh rất là nhiều. Nho Ninh Thuận đặc sản nổi tiếng đó cả nhà. Thì Việt Nam mình có mỗi Ninh Thuận là trồng được nho nhiều nhất thôi. Thì làm rượu nho rồi đó, thì tham quan vườn nho rồi đó, thì rất là nổi tiếng. Cả nhà ghé về đây vào vườn nho ăn rồi hái ăn rồi cân ký tính tiền nha.
hình đi, chụp hình đi. Chờ đâu đưa cờ lên. Đưa cà đi. Rồi. Không biết, không biết.
rồi vô học đi. Bye 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 bye. Năm sau ra coi tiếp nha. Nhớ nha. Chụp năm sau nghỉ hả? Hả? Giờ năm sau nghỉ rồi hả? Uống ly cà phê đi. Em cảm ơn chị. Đổi cái len mạnh luôn ơi, sợ. Nó lên còn không sao đâu. Nó lên không sao. Sợ nó đổ rồi nó lên chạy chậm mà. Anh rải cỏ rải cây được rồi anh ơi. Rải cỏ rải cây được rồi. Nó lên mà, thôi đi lên luôn đẹp đẹp. Ở đây nó lên nó bò không à. Ở đây rải cây rải cỏ được rồi. Lên mình kiếm chỗ trống nữa mình đi vô. Xe ô tô giảm tốc độ đi anh ơi. Có gì hướng dẫn cho nó vô cái đường đó nha. Rồi tìm ở đây đi tìm. Rồi còn hai xe nữa. Đầu này nè em lóc đầu này nè. Cái đầu xe tải đúng không? Đúng rồi ok. Rồi. Giờ nói với anh thông cảm nha. Lo bò cụm với chai nước suối đi chị ơi. Cái cua ngay trên này là nguy hiểm hơn. Dạ, nó không, nó lên, nó leo không, nó dễ. Sợ mấy thằng Ben nó xuống á. Dạ, ở đây tụi em chốt mà. Đây. Cho anh chai nước suối nó đi. Chai suối nữa. Nếu mà mình lóc không nổi á, có gì mình báo ở dưới cho chung để chờ dưới lóc nha. Không có lạnh. Không rồi. Rồi, đi. Ok. Rồi, trả tiền mình xuống chậm nha chú. Khi nào mà thấy vận động viên cái mình dừng lại cho nó qua nha chú. Rồi, cảm ơn chú. Dạ.
đó 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 một chút xe to đó, hai cái xe màu cam đó, nó lên nó phát đó, hai xe màu cam đó, chút nó lên nó lại nó phát à. Xin một cái để ngày mai còn tụi em còn đi lên Đà Lạt phát luôn mấy cái luôn, chút nó phát hết à, đó hai xe cam đó đó, chút nữa mà xin ảnh mới ngồi sau lên quên cái ơi quên, nó đi tới đâu nó phát tới đó mà, lên nó lên trên cờ cái này lên trên đây thấy mình đi dẹp đường trước anh. Dạ tụi em lóc mấy cái xe đổ xuống tối. Không có, cái này pha ke, cái này pha ke. Cái này pha ke. Cắt nãy thằng đó hả? Đó đó. Đấy đó. Pha ke này sao? Ngoài đó. Chứ không đâu xé đi chung. Ở ngoài đó, ngoài đó. Đúng rồi, không phải của anh Miền phải. Không có số. Anh cái gì nè? Anh cái gì nhất gì? Nha. Đang ở trên đầu đèo Mimosa đây, để dẫn về thành phố Đà Lạt. Thì sáng nay là vận động viên là bể tăng nát, cho nên phải chia ra vận động viên chia lẻ ra để mà mỗi tớp là một chiếc vận động viên dẫn. Thì giờ tớp đầu tiên 3 tay đua, 4 tay đua đã về trên tới đích rồi, còn lại tớp thứ hai cũng đang đi về đây. Thì Việt Lê sẽ chờ ở đây. Ba chiếc vận động viên đây sẽ dẫn tớp thứ hai về, là trở thành hai tớp mỗi đội kỹ thuật tách biệt nhau đó cả nhà. Năm nay thì mới có chuyện này thôi. Mấy năm trước không có. Bởi vì càng ngày cái sự gia tăng khoảng cách của vận động viên với nhau nó quá lớn đi. Bởi vì có tay đua ngoài hạng, có tay đua nước ngoài đó, cho nên là giãn cách nó quá lớn, cho nên bây giờ phải chia làm hai đội mới được kỹ thuật riêng tách biệt để dẫn về đích đó cả nhà. Ok, ngay sau lưng Việt Lê đó là ba tay đua của đội binh Việt Nam. Rất khuyến khích cho ba em đã vẫn giữ được nằm trong top 8 của trận leo đèo ngày hôm nay. Top đầu về lâu rồi, bây giờ Việt Lê mới dẫn top 2 về đây. Top 2 có mấy em thôi. Sẽ năm nay có một sự khác biệt cả nhà, không có về tấp đầu nữa mà giờ tấp phải cách nhau phải 5-7 phút vậy đó cả nhà, cách rất là xa rồi. Đít trước mặt rồi, đổ cái này xuống là sẽ vô hồ Tùng Mậu là đít rồi. Khán giả vẫn rất là nhẫn nại chờ đoàn qua, cảm ơn khán giả rất là nhiều rồi. Đúng rồi, cái dốc này đổ nhanh nữa, anh dâng lên cao nha.
pha về đích mà rút ngay đích chạy không kịp cả nhà. Đoạn viên đổ đèo kinh khủng khiếp, kinh khủng khiếp. Việc lại không bình luận được cái gì luôn trong đoạn vừa rồi, đoạn về đích vừa rồi luôn, kinh khủng khiếp. Chưa có sim luôn mà. Rồi dần sao sẽ sao con chat với chú được trên Facebook? Vô net chú. Vô net hả? À. Cho hai điện thoại này sao nhắn tin được cho chú? Chú cho mấy chai sâm nè. Sâm bên nhà tài trợ họ cho á, thì đây nè, chú cho mấy chai con uống nè, uống cho nó khỏe ha, bốc hàng cho nó sung nha. Đó, uống đi cho nó sung, mỗi ngày uống một chai thôi nha. Mỗi ngày uống một chai. Ừ. Rồi sung đâm sâm đâm trùng hạ thảo rồi đó, bên nhà tài trợ cũng đua họ cho đó. Chú cho 200 con đi xe về nè. Thôi thì năm nào chú còn ở đây chú cho còn còn năm nào chú không về thì thôi. Năm chú cho con lần thôi đó nha, cố gắng làm đi nha. Ok, chào con. Chú cảm ơn con, bye bye con nha. Cả nhà idol Sơn Đi Lạc làm liền vậy à? Làm liền luôn, mới vừa ra tức thì, cách đây 5 phút đó, làm liền luôn. Chào mọi người. Thấy mọi người kêu quá cho nên phải chạy ra để mình chào mọi người thôi chứ không có đi lạc nữa nha. Mà nói chung là đóng phim xong là ra, nhưng mà đừng có làm như trên phim nha. Nữa chị hoài luôn. Tí nữa chúng ta gặp nhau. Chào anh Thành buổi sáng. Đây cả nhà là cảnh mà mỗi trước mỗi trận ski là anh em tổ xếp hình thực hiện bài tập xếp hình này nè. Cái thắt TV xếp những cái chữ để kia nè, nó có chặn đó, số 355 chẳng hạn nó ở nhà. Là cảnh anh Phương anh đang là người sáng lập ra cái đồ chạy chữ này. Hay đó cả nhà thấy không? Đó. Đang xếp số 55 nhưng mình xếp chữ với người. Mình xếp chữ ở bằng người ở dưới trước giống như chơi cờ quân người ở Hội An vậy đó. Đó, mình xếp dưới trước. À, sau đó khi mà lên thì anh em phải nhớ xe ai chạy vị trí nào. Ở trên mình chạy tới là ở đây nó quay tới đúng không? Nó quay tới. Mấy bạn cứ yên tâm. Hôm nay Sơn đã tới Đà Lạt. Thì bây giờ Sơn chạy em đội hình sắp hình. Nếu mà mọi người xem flycam mà thấy chỗ nào méo méo là biết mình lạc. Chỗ nào mà méo là biết Sơn đi lạc. Sơn Đi Lạc mới ra là vô đội hình xếp chữ nè. Đó. Bốn chiếc sòn hàng đủ rồi, đúng không? Còn này. Hai chiếc này. Đúng chưa? Chiếc này. Ngay đây. Anh cứ cần ngay đây, đúng số 3 cho. Rồi, ok. Đúng số 3 đó. Đúng rồi. Canh ở giữa hai người này. Ủa sao ghi tới 4 lần? Canh ở giữa hai người này chút xíu cho nó đều. Số 3 nhỏ. Rồi vô lại số 35 lại. Rồi, ok á, tại bom về về hàng đôi bắt đầu mình tới số 40 cái. Và kết quả là xếp hình mũi tên nè. Xếp thành chữ HTV nè. Xếp thành số 40 nè. Xếp thành số 35 nè.